Trong bài lắp này thì chúng ta chú ý rằng khi thi CC này chúng ta không thể mở được những switch khác trừ cái máy console này, nghĩa là bài lắp này nó chỉ cho chúng ta truy cập vào switch này, và từ switch này chúng ta dùng những cái kiến thức về VTP, về STP để chúng ta trả lời những cái câu hỏi đi kèm. Vậy khi mà chúng ta vào phòng thi á, thì chúng ta sẽ click vào cái TV này này, click vào cái computer này, rồi chúng ta dùng một cái phần mềm gì đó, chúng ta connect tới qua cái dây console, qua cái cổng console. Ví dụ như trong trường hợp này thì dùng một cái terminal của Windows đó, thầy đi cập tới. Ok, và enter cái ha. Rồi chúng ta đang ở trong cái con switch này. Bây giờ chúng ta quay lại câu hỏi. Câu thứ nhất, ở đây nó có tất cả 9 câu. Câu thứ nhất người ta hỏi các em á là cái interface nào mà nó chứa cái địa chỉ MAC này, hay nói cách khác là gì, cái địa chỉ MAC này nè nó nằm trong interface nào của switch AC3. Vậy để biết được cái địa chỉ MAC này nằm ở đâu thì chúng ta sẽ dùng lệnh show MAC address table và enter nha. Thì các em sẽ coi cái địa chỉ này ha. Đây chúng ta thấy nè, ở đây nó có một cái record địa chỉ MAC này ha, VLAN 44, cái kiểu hộp là Dynamic và nó nằm trong port 0.18. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời ngay là port 0.18. Xong câu số 1. Ra qua câu số 2. Câu số 2 cũng không có gì là khó. Ở chúng ta chữ watch port on switch AC3 operating hash trunks. Có nghĩa là những cái port nào trong switch AC3 là những cái port trunks. Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta dùng lệnh show interface trunk và enter cả. Thì các em sẽ thấy đây chúng ta có 3 bọt 0.3, 0.9 và 0.12. Rất dễ ha. Tiếp tục qua câu số 3. Rồi. Câu số 3 hỏi mình chứ what kind of router in VLAN once. Nghĩa là ý câu này nó hỏi mình chứ cái router mà có cái name là VLAN R1. Router này nè, nó dùng cái series gì, cái đời gì đó. Như router 2006 hay là 2009 hay là 1008 hay là 1007 hay là 2008 ha. Chú ý là khi thi ấy, mình đâu có vào được cái router này đâu mình biết. Vậy có cách nào chúng ta biết được không? Chúng ta nhớ khi mà gặp câu hỏi hỏi về những cái thiết bị mà kết nối với mình đó, thì chúng ta nghĩ ngay tới CDB nameboard. CDB là một giao thức độc quyền của Cisco mà nó có thể biết được các cái thiết bị Cisco kết nối trực tiếp với nó. Như vậy thì câu hỏi này chúng ta sẽ dùng lệnh show CDB number enter ngay. Thì các em sẽ thấy
tên của router nè, VLAN R1 connect qua cái cổng F0-3 của switch của mình, và cái flash form của nó là 2006. Như vậy thì câu trả lời của mình ở đây là câu đề 2620. Xong câu 3, tới câu số 4. Ok. Câu số 4 này á thì nó hỏi which switch is the root bridge for VLAN ones. Có nghĩa là switch nào là root bridge của VLAN 1. Cái này là nội dung liên quan tới span entry protocol STP. Bây giờ thầy nhắc lại cái giao thức STP ha. STP là gì? STP nó là một cái giao thức mà nó dùng để chống lấp trong trường hợp mà chúng ta kết nối các cái thiết bị mà nó bị lấp. Ví dụ như trong trường hợp này nè, chúng ta connect các cái thiết bị mà nó có một cái topology nó bị lấp này, mà thấy không? Là hình vòng á, lập vòng. À. Thì nếu mà các em sử dụng những cái switch mà nó không có giao thức SCP á, thì trong trường hợp mình này nè, mạng nó sẽ không chạy được, tại nó bị lấp. Nhưng mà nếu chúng ta dùng các thiết bị mà có giao thức STP, ví dụ như thiết bị của Cisco á, thì nó có thể phát hiện được lấp chỗ nào và nó block bọt lại và mạng chúng ta chạy bình thường. Vậy tóm lại thì giao thức STP là một giao thức dùng để chống lấp trong trường hợp mà cái topology của mình nó bị lấp layer 1. Cụ thể trong trường hợp này các em thấy không? Cái đường này nè, nó bị đỏ này. Thấy chưa? Là do STP nó phát hiện được lấp và nó đóng lại. Cái giao thức này nó hay lắm các em. Trường hợp mà nó có một cái đường khác mà nó bị đứt á, ví dụ như cái đường này nó bị đứt á, thì tự động cái đường này nó sẽ enable lại. Ok. Rồi. Thì thầy nhắc lại ha, thì để mà làm được điều đó đó, thì trước tiên cái STP này nè, nó sẽ bầu chọn một cái switch làm root brick. Root brick, thì switch nào sẽ là root brick? Switch mà có cái MAC address nhỏ nhất sẽ làm root brick. Các em nắm được cái này không? À. Thì chúng ta chú ý ha, là khi mà các switch này nè nó được cắm dây vào á, thì nó sẽ chia sẻ những cái thông tin của nó cho các switch khác. À. Và thông tin đó là gì? Thông tin đó là MAC address và một cái số nữa, chút xíu thầy sẽ nói sau. À. Nhưng mà khi mà nhắc tới layer 2 á, thì các em nhớ cho thầy, MAC address là quan trọng nhất. À, bầu chọn cái gì đó nó cũng dựa trên MAC address. Thì trong trường hợp root brick nè, thì root brick là một cái brick á, mà nó là root á, là brick có MAC address thấp nhất. À. Rồi, ví dụ trong trường hợp này nè, thì chút xíu nữa chúng ta sẽ show lên, chúng ta coi coi cái nào là root brick. Bây giờ giả sử như mình vô được đi ha, khi thi thì chúng ta không vô được hết nha, nhưng mà ở đây á, do chúng ta giả lập cho nên chúng ta vô được. Giờ thầy show lên nha. Show span entry VLAN 1. Thì các em show một cái switch nào mà chúng ta thấy
Ở đây này chúng ta thấy nè, priority là một cái số mà chúng ta có thể cấu hình được nè, 32769 à. Và address của switch là cái số cuối là 342B à. Rồi ở đây nó ghi là this brick is root, tức là switch này nó là root brick. Các em thấy là đây là mắc address của nó nè. Và trong trường hợp này á, root brick là mắc address này nè. Như vậy chúng ta thấy hai cái này nó giống nhau đúng không? Vậy thì trong trường hợp này switch DS1 nó là root brick. Các em phân biệt được hai cái này không? Brick ID và root ID không? À, phải nói lại nha. Root ID tức là cái mắc address của switch root trong nguyên cái sơ đồ này nè. Còn brick ID tức là cái mắc address của switch này, trong trường hợp này là switch DS1 á. Nghĩa là switch này nó có mắc address này và root brick là mắc address này. Vậy thì hai này giống nhau thì nó là root brick á. Thầy ví dụ thầy vô switch này nè. Thầy show lên nha. Span and VLAN 1. Các em thấy nè, brick ID tức là mắc address của nó, còn root ID tức là root brick đó. Root brick trong cái sơ đồ này hiểu không? Hiểu không người Hoàng? Root brick là gì? Root brick tức là một cái brick mà nó làm root trong cái sơ đồ mạng này nè, trong cái mạng LAN này. Giống như trong lớp học có một người lớp trưởng. Giờ trong cái mạng LAN này nó có một cái switch nó làm root. Vậy thì trong một mạng LAN một switch nó được bầu làm root brick khi nào các em? Khi mắc address thấp ha, thấp nhất. Ví dụ như á, hai cái con này nè, switch DS1 nó có mắc address là cái này nè các em. Còn switch DS AC3 này nó có mắc address này nè. Thì các em thấy hai cái mắc này cái nào thấp hơn? Cái trên thấp hơn ha. Như vậy thì trong mạng LAN này nè, cái con switch DS1 này nó là root brick. Ok. Rồi. Bây giờ thầy nói tiếp về một cái số nữa mà nó cũng khá quan trọng. Đó là cái số priority. Thật ra cái ý thầy nói hồi nãy là chưa chính xác. Thầy nói để bầu làm root brick á thì dựa vào mắc address đúng không? Nhưng mà trong thực tế á, có đôi khi chúng ta không muốn cái switch đó nó làm root thì mình có cách nào để điều chỉnh không? À, cái mắc address này nè là nó có sẵn, chúng ta không thể điều chỉnh được đúng không? Giờ giả sử như switch thứ nhất nó có mắc address nhỏ hơn switch thứ hai thì nếu mà default thì sao? Thứ nhất nó làm root brick. À, bây giờ thầy không muốn vậy, thầy muốn con thứ hai làm root brick thì giờ làm sao? Thì nó có một cái số mà chúng ta có thể cấu hình được, đó là số priority. À, như vậy thì nói một cách chính xác hơn là dựa vào hai số là số priority và số mắc address. À, đầu tiên á, nó sẽ check coi priority của ai thấp nhất thì switch đó sẽ là root brick. À, hiểu không?
priority default nó là 32769 nếu mà chúng ta không cấu hình gì cả. 32769 nha. Vậy thì bây giờ thầy hỏi nè, nếu mà thầy muốn một switch nào đó nó làm root risk thì chúng ta sẽ cấu hình cái priority nó bằng bao nhiêu? Ok, nói chung là nó nhỏ hơn cái số 32769 là nó sẽ thành root. Như vậy thì tóm lại là gì? Dựa vào priority, nếu mà priority bằng nhau thì lúc đó nó mới xét tới cái MAC address. Đúng không? Số lớn hơn, nó không có cái số lớn hơn. Không, ý là số lượng nó lớn quá là... Số lượng lớn là cái số lượng gì? Hình như là cái này nó từ 1 tới 3769. Chúng ta chú ý cái số 32769 là được rồi. Bây giờ thầy show cái switch này lên thử cái ha. Show MAC address. Show span entry. Đi lên 1 nè. À, chúng ta cũng thấy cái priority của nó là 32769. Rồi ok. Thì đó là cái tóm lại là nãy giờ chúng ta nói về cái việc bầu chọn root risk nha. Bây giờ kế tiếp, sau khi bầu chọn root risk rồi á thì nó xác định cái vai trò của các bọt. Thì cái risk nào nó là root risk á thì nó sẽ có cái vai trò bọt là designated bọt. Và những cái bọt mà kết nối thẳng với designated bọt là root bọt. Rồi vai trò khác là gì? Là block bọt ha. Ok. Thì mấy cái đó chúng ta phải học trong cái chương trình CCNA mà ở cái chương Span Entry á, nói rất là kỹ ha. Nhóm hồi sáng thầy nói kỹ lắm. Các em có thể hỏi thêm Giang á, nắm rõ đó. Bây giờ chúng ta quay lại cái bài này đi. Trong bài này thì người ta hỏi các em câu số 4 nè. Switch nào là root risk cho VLAN 1. Thì các em lưu ý á, khi thi á, thì chúng ta chỉ được ở trong switch AC3 này thôi. Ha. Vậy làm sao chúng ta biết cái switch nào là root risk? Thì các em sẽ làm như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ show show span entry VLAN 1 lên. Thì các em sẽ thấy switch này nè, nó có 3 bọt. Và 3 bọt này nó có vai trò nè. Bọt F0-3 vai trò của nó là designated bọt. Bọt F0-9 là designated bọt. Và bọt F0-12 là root bọt. Như vậy, từ thông tin này thầy có thể suy ra là switch AC3 không phải là root risk. Tại sao thầy có thể khẳng định như vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta học kỹ cái bài span entry á, thì một switch là root risk thì nó sẽ không có root bọt. Chú ý đi đó. Thay vào đó, một switch là root risk á, thì nó sẽ có tất cả các bọt là designated bọt nha. Rồi ok. Như vậy thì chúng ta khẳng định thứ nhất là switch AC3 không phải là root risk. Vậy switch nào là root risk? Chúng ta lưu ý rằng cái switch của mình nè mà nó là root bọt á thì switch nào mà kết nối với cái root bọt của mình á là khả năng switch đó là root risk. Thì trong trường hợp này á
chúng ta sẽ vào CDP Neighbor, chúng ta sẽ coi cái device nào nó kết nối với 0.12. Chúng ta show CDP Neighbor. Rồi. Chúng ta sẽ thấy là bỏ 0.12 này là switch DS1. Ok. Rồi. Thì chúng ta có thể khẳng định switch DS1 nó có thể là rootric. Tuy nhiên để chắc chắn hơn nữa thì các em dùng một cái lệnh là show CDB detail. Show CDB, sorry, show span entry detail. Chúng ta xem thì các em thấy ở đây nè, cái root bọt trong cái bọt 12 á, nó có cái cost pass là 19. Cost pass là 19 thì điều đó có nghĩa là từ cái switch của mình á đi tới root disk á, cái cost là 19. Vậy thì ở đây là cái bọt bọt 100 đúng không? 100 megabit per second fast ethernet nè. Fast ethernet mà cái cost nó bằng 19, điều đó có nghĩa là cái switch kết nối trực tiếp với mình nó là rootric. Chú ý chỗ này. Ok. Vậy thì chúng ta chắc chắn trả lời câu này là switch DS bot là rootric của VLAN 1. Đó là câu số 4. Chúng ta qua câu số 5. Câu số 5 nó hỏi là địa chỉ gì mà được cấu hình là default gateway cho cái host connect tới cổng F0.4. Trước tiên chúng ta show ra show VLAN để chúng ta xác định coi F0.4 nó nằm trong VLAN nào. F0.4 nè, nó nằm trong VLAN 44 ha. Vậy thì khi mà thi á, thì người ta cho các cái địa chỉ nó nằm đây nha. Các địa chỉ nó nằm trên hình nha. Các em vào router show IP interface brick. Thì mấy cái địa chỉ này nè, nó sẽ nằm ở trên cái màn hình ha. VLAN 44 nè. Đúng không? Đó. Copy ra. Đấy, cái giấy bỏ ra. Note vô. Đó. Ok. Như vậy thì nếu mà F0.4 á nó nằm trong VLAN 44 thì cái default gateway của nó là 192.168.44.254. Cha nó reset lại. Reset lại từ đầu. Đó. Rồi tiếp tục. Câu số nãy câu mấy rồi? Câu 5 rồi đúng không? Vậy default gateway của câu 5 này là .44.254 ha. Tới câu 6. Người ta hỏi chứ switch AC3 này nó nhận thông tin VLAN từ switch nào? Thì để trả lời câu này á, các em dùng cái lệnh cho thầy là show
VTB status. Status. Thì khi mà các em show VTB status lên á, thì chúng ta sẽ thấy cái dòng cuối cùng nè, configuration last modified by 1.1.1.1. À, tức là nó nhận thông tin VLAN từ cái ID này nè. Từ cái thiết bị nó có cái IP này. Ha. À, bây giờ mình làm sao mình biết thiết bị nào có IP này? Khi mà nó hỏi thiết bị nào thì chúng ta phải nhớ tới cái chữ CDP number. À, chúng ta show lên. Show CDP number detail và em cái. À, nhớ có chữ detail nó nữa nó mới liệt kê ra chi tiết nha. Thì đây á, các em thấy VLAN 1 đâu? À 111 đâu? Cái địa chỉ 111 là địa chỉ nào? Ủa không có địa chỉ 111 à? Các em thấy không? À đây nè. Đây nè. Cái device là switch AC2. À. Như vậy thì trong trường hợp này á, switch này nó nhận cái thông tin từ switch AC2. Và trả lời là switch AC2 ha. Đó là câu số 6. Rồi tiếp câu số 7. Câu số 7 này khá dài. Câu số 7 này nó hỏi chúng ta là nhìn vào cái hình switch is này giống như là nó được đi nó được đem đi sửa đúng không? Hay là đem đi bảo hành gì đó. Thì sau khi bảo hành xong nó sẽ được gắn trở lại vào sơ đồ mạng thông qua cái port 0.16 của switch AC3. Thì người ta hỏi các em đó, điều gì xảy ra đến cái mạng của mình khi mà switch X đó nó reconnect và cái đường trên kinh nó đang có trong cái hai switch. Thì câu này á, nó liên quan tới cái chỗ này nè. Các em chú ý cho thầy cái configuration revision. À, vậy thì cái configuration revision là gì? Đây là một cái số mà khi mà chúng ta mỗi lần chúng ta thay đổi cái cấu hình đó thì nó sẽ tăng lên 1. À, và chúng ta chú ý rằng khi mà gắn một switch vào á thì mạng LAN của mình á nó sẽ so sánh cái số revision này với revision đang có trong mạng LAN. Nếu cái số nào cao hơn thì nó sẽ cập nhật cái thông tin từ cái switch đó. Và nhắc lại ha, khi mà chúng ta gắn một switch mới á thì nếu mà trường hợp mà VTP domain name nó giống nhau à, rồi cái số convision này nè, nếu mà switch mới nó cao hơn thì nó sẽ cập nhật từ switch mới à. Điều đó có nghĩa là gì? Giả sử như switch này nó đang có VLAN 123, à sorry, VLAN 234 đi. À. Còn hệ thống mạng của mình đang có VLAN là 20 30 40. Thì khi mà cái số revision này nó cao hơn á, nó gắn vô một cái á, thì cái hạ tầng mạng của mình nó sẽ bị thay đổi. À. Những cái VLAN đang chạy nè, nó sẽ bị remove và nó cập nhật từ đây bỏ vô. À. Thì lúc đó là khả năng rất lớn là hệ thống mạng của mình nó sẽ sập. Thì Cisco nó rất là nó cảnh báo cái chỗ này nè, nếu mà ai học kỹ á
cảnh báo ha. Khi chúng ta gắn vô chúng ta coi nha, configuration revision và cái domain name này giống nhau là chết nha. Vậy thì câu hỏi này nó hỏi á, switch này nó đang có VLAN 234 nè, khi mà gắn vô đây á thì điều gì xảy ra? Câu A, câu B, câu C, câu D. Bây giờ các em vô các em show VLAN lên kìa, chúng ta có mấy VLAN. Chúng ta đang có những cái VLAN là VLAN server nè, VLAN management, VLAN production, VLAN nowhere 22334499 à. Rồi khi mà gắn vô thì điều gì xảy ra? À, chúng ta coi cái revision của mình, show VTP ha, show VTP status. Thì các em thấy config revision của mạng của mình nó là không, nó nhỏ hơn này đúng không? Như vậy thì tất cả những cái VLAN này nè, nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị remove khỏi những cái switch đang chạy và nó update từ đây qua. Câu trả lời là câu D ha. Bây giờ thầy hỏi là nếu ngược lại một cái số config revision của mình đang chạy á nó lớn hơn switch này thì sao? Thì chúng ta sẽ trả lời là câu C, là những cái VLAN như là server management production and nowhere sẽ được thay thế những VLAN trong switch X, đúng không? Đó. Vậy khi thi thì chúng ta chú ý cái config revision và chúng ta chú ý hai câu này ha. Nếu mà cấu hình đang chạy nó lớn hơn thì chúng ta chọn câu C, còn nếu mà cấu hình đang chạy nó nhỏ hơn thì chúng ta chọn câu D. Đó là câu số 7 đúng không? Rồi tới câu số 8. Câu số 8 người ta hỏi mình gì đây? Cái bọt nào mà một frame nó sẽ forward ra? Nếu mà nó nhận được một cái frame mà có sort MAC address là cái này và desk MAC address là cái này à, thì câu này rất dễ các em. Chúng ta show MAC address lên, show MAC address table, enter cái ha. Thì á chúng ta coi cái destination MAC address nó nằm trong cái bọt nào, thì cái frame đó nó sẽ đẩy ra cái bọt đó. Còn trường hợp mà các em không thấy MAC address thì sao? Nếu mà một switch nó nhận được cái frame nó thấy được trong interface ha, thì nó sẽ forward ra cái interface đó. Còn trường hợp trong cái bảng MAC của nó không có cái MAC đó thì nó làm sao? Nó sẽ flush ra toàn bộ. Flush nhớ không? Ha, tức là nó gửi ra toàn bộ các cái bọt. Mà trong trường hợp này nó sẽ gửi ra toàn bộ các bọt trong cùng một VLAN nha. Các em chú ý nha. Trong cùng một VLAN. Vậy thì đối với cái câu này chúng ta chú ý rằng nó sẽ gửi ra cái bọt nào. Giả sử như là cái sổ MAC address này nó không thấy nha. Không thấy. Thì nó gửi ra bọt nào em biết không? Thứ nhất là bọn này nè, 0.12 nè. Bọn nào nữa? Bọn nào nữa? 0.3 nè. Nó gửi ra ba bọn này nè. Đồng thời gửi ra những cái bọt mà cùng chung với cái mắt này. Đúng không?
nắm được con này. Rồi. Câu kế tiếp. Câu số 9. Nếu một host mà nó kết nối vào switch 3 mà nó muốn send data tới địa chỉ IP này hoặc bất cứ cái địa chỉ IP nào không nằm cùng subnet thì cái destination MAC address nó gửi là gì? Trong trường hợp này á thì cái destination MAC address nó là 1.0.0 các em. Tại vì nếu mà khác mạng thì phải gửi tới gateway nha. Thầy nhắc lại ha, khi mà cùng mạng á thì nó không cần chạy tới router này đâu, nhưng mà khi khác mạng á thì nó phải bắt buộc chạy tới router này và nó chạy xuống. Vậy thì để trả lời câu hỏi này á thì chúng ta sẽ show MAC address table lên. Thì các em sẽ chọn MAC address mà 0.3 này nè. Em ghi cái MAC này vô là ok. Thì như vậy thì thầy đã hướng dẫn xong một trong những cái bài rất quan trọng trong chương trình thi CC này. Rồi, thank you.